Đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh do tiến sĩ bác sĩ Châu Phú Thi, phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy làm trưởng đoàn đã đến bàn giao phòng xét nghiệm và trang thiết bị phục vụ xét nghiệm bệnh nhân COVID-19 tại huyện Phước Long. Dự buổi lễ tiếp nhận có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thanh Duy cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phước Long. Phòng xét nghiệm có đầy đủ trang thiết bị phục vụ lấy mẫu, tách chiết và đọc kết quả PCR với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng do Bệnh viện Chợ Rẫy, vận động Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tài trợ. Thông tin với đoàn công tác về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Cận cho biết, đến thời điểm này, tỉnh đã có trên 12.000 ca mắc COVID-19. Những ngày gần đây, số ca mắc liên tục tăng cao, gây nhiều áp lực cho công tác phòng chống dịch. Trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, Bạc Liêu đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các tỉnh, thành phố về đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế. Việc tiếp nhận phòng xét nghiệm, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy lần này là rất đáng quý, góp phần tiếp thêm nguồn lực cho tỉnh sớm kiểm soát dịch bệnh, đưa Bạc Liêu trở về trạng thái bình thường mới. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cảm ơn đoàn công tác y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và mong rằng bệnh viện tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y bác sĩ tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.